các trẻ em đều xứng đáng đạt được những ước mơ. Hội thiện nguyện Việt Dreams đã âm thầm mang đến cho các trẻ em Việt Nam những ước mơ đời thường như cung cấp nguồn nước sạch, hỗ trợ học bổng, thành lập thư viện trong 3 năm qua. Công việc chính của hội là cung cấp hệ thống lọc nước uống và nước dùng cho trại trẻ mồ côi, các trường tiểu học, mẫu giáo vùng xa. Để hỗ trợ kinh phí cho các công trình này thì gây quỹ đêm Summer Serenade vào thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2013 tại Hotel Valencia Santana Row lúc 5 giờ chiều với tiệc nhẹ, ăn tối và hòa nhạc với The Four Seasons Band bằng kiều Trần Thu Hà. Mọi chi tiết liên lạc bảo trợ email info@vietdreams.org, website vietdreams.org.